Ngày 7 tháng 8 năm 2024 tại Hà Nội, Hội đồng Thẩm định Trung ương tổ chức cuộc họp thẩm định hồ sơ đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới và xét công nhận huyện Văn Giang đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Đến nay, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Văn Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tổng huy động nguồn lực từ năm 2011 đến hết năm 2023 đạt 17.000 tỷ đồng. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt trên 93 triệu đồng một người, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,39%, cơ cấu kinh tế của huyện có sự chuyển dịch tích cực với công nghiệp giảm còn 8%, công nghiệp xây dựng tăng 46% và thương mại dịch vụ đạt 46%. Giá trị sản xuất bình quân trên diện tích đất nông nghiệp đạt trên 442 triệu đồng một hectare. Tại hội nghị, 100% thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương đã thống nhất bỏ phiếu, đồng ý trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận huyện Văn Giang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.